Chào các bạn đã quay trở lại channel Phê Bóng Đá nha. Anh là Noah. Hôm nay Noah đang ở chỗ nhãn hiệu Ren Sport để review cái màu áo thể thao mới nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đó là cái màu áo của năm 2020 để chuẩn bị dự giải U23 châu Á năm nay tại Thái Lan. Đó. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 1 thì là ngày mở bán màu áo của Ren Sport luôn. Đây cũng đã thấy cùng coi cái màu áo mới của đội tuyển quốc gia Việt Nam nhé mọi người. Ok, đây chúng ta có thể vừa vào nhìn vào thấy là bên trái cái áo là nhãn hiệu Ren Sport, bên phải của áo là coi như là ngược lại là bên phải nha, còn bên trái là trái tim có lá cờ được ghép nhiệt vào đây. Và chúng ta sẽ coi mặt trước của áo, có một ngôi sao lớn được viền áo để chiếu vào ngay đó. Đấy. Đó, sẽ soi sau mặt sau lưng thì mặt sau lưng của cái áo này thì có hai ngôi sao biểu trưng cho những cái lần đội tuyển Việt Nam vô địch AFF. Ok, đây có Ultra Hoàng Anh nữa, giới thiệu cái trang Ultra 43 follow 3.000 follow. Ok, đã. Bây giờ mình sẽ vào xem cái áo ngay chỗ này. Mình sẽ mượn một cái áo, mình sẽ đặt xuống dưới để mình xem nha mọi người. Mình sẽ đặt. Ồ, đây là chiến binh sao vàng. Chiến binh sao vàng ở sau và có cái bản đồ nước Việt Nam có Hoàng Sa, Trường Sa và ngôi sao lớn màu đỏ là thủ đô của Việt Nam và giấy hình chữ S. Ghi chữ S đó là chiến binh sao vàng luôn mọi người. Đó. Cái áo này ngày hôm nay là mở bán là được giảm giá 10% nha mọi người, 10% cho 3 ngày 6, 7, 8 khi mà đến đây mua. Ok, ở đây thì màu áo này có màu đỏ này, màu đỏ, màu trắng. Màu áo ngày hôm nay là 745.000 đồng, sẽ giảm 10% là khoảng 600 mấy á. Okay. Ngoài 670 là 670.000 một áo nha mọi người. Ok. Đó, đây là màu áo màu trắng. Còn những cái thêm của nhãn hiệu Ren Sport ở đây nữa thì mình sẽ giới thiệu sau. Bây giờ mình sẽ chỉ giới thiệu cái áo trước thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Đó. Thì hôm nay có rất là nhiều fan của đội tuyển bóng đá Việt Nam đến đây để sở hữu những chiếc áo đầu tiên của đội tuyển quốc gia Việt Nam nha mọi người, tại Ren Sport, nhãn hiệu thể thao uy tín. Đó, mọi người mà là fan thể thao mà yêu thích bóng đá mà muốn sở hữu thì hãy nhanh tay đến Ren Sport nha mọi người, 90 xe Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, để sở hữu. Ngoài những cái đồ dụng cụ thể thao như áo mới ở Việt Nam ở đây thì còn có những phụ kiện như là giày có như vậy, giày Palo Grand Sport. Đó. Ngoài ra còn có những nhãn hiệu có cái câu lạc bộ khác nữa nha mọi người, Unrium thì mình không nhớ nữa, quần có quần thi đấu nữa. Yeah. Oh, ok, okay. Các bạn nào mà thích thì nhớ để dành tiền để mua một chiếc áo để cổ động cho đội tuyển quốc gia Việt Nam nhé mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel Phê Bóng Đá. Phê Bóng Đá sẽ luôn luôn cập nhật những gì liên quan những tin thể thao về bóng đá Việt Nam, nói chung là bóng đá Việt Nam thôi, và những gì mà liên quan tới bóng đá. Mọi người nếu mà cảm thấy yêu thích Phê Bóng Đá thì hãy cho Phê một like, nhận xét hay gì một chia sẻ cũng được nha mọi người, để mà có động lực để mà đi ghi hình nhiều hơn để cho mọi người xem lại những cái gì mà liên quan đến thể thao Việt Nam.